Xin chào tất cả các thủ nha, Bắc Trung Nam quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 19 tháng 11 ạ. Video lên tầng 1 đây có là 24 mẫu cần nha anh em. Thì em giới thiệu những dòng mẫu số lượng như này. Thì đây sẽ có dòng như ISO từ khoen nhỏ của dòng này FT này, cảm giác này, những dòng như đánh lập độ cần Shimano cấn 5 5.3 5.4. Cân súc thì ở đây sẽ có dòng là Daiwa Shimano, độ dài cần là từ 3.3 cho đến 3.6 3.9 nha. Đây cần lục. Ở đây thì có dòng như là của Shimano này, có Hipower X nha. Slider thì có cho mình là CX này, đây CX nha, khoen trắng, khoen thường. Spin Power. Cần thì dây trong thì có những dòng như là từ 2-3 khúc này, một số cán vợt nha. Đây sẽ có một cặp cần tay siêu xịn nha này. Một con của Silvero, một con của Diablet nha. 7m, 8m mà siêu nhẹ nha, 200 mấy gram thôi, cần ra thẳng cho mình. Một số cần thì có những dòng như câu zip nha. Câu zip cho này có một khúc này. Cần một khúc nha, đây qua này. Những dòng như là từ 1m8, 1m9, mấy ngàn mấy đấng, cầu lua, cầu ngâm. Đây một con zip biển như này, của Tifa châu Âu nha, cắm gốc. Và một số cần 2-3 khúc cho đây mình cầu ngâm lăng xe. Còn dòng là Simetti của NFT nha, đầy đủ cho mình đây. Thì em sẽ báo rõ tình trạng những sản phẩm ở đây, anh em chốt đơn cái liên hệ trực tiếp nha. Em có ghi số điện thoại trên phần bên phải màn hình như này đó. Thì ship có tầng có là 30.000 một đơn, hai đơn miễn ship nha em, hoặc thanh toán chuyển khoản trước. Thì số 1 sẽ lên cho mình một con cần ISO khoen nhỏ NFT dòng Powerlove nha, Avanca 6m 4m 8, độ cứng 0.6 nha. Con này 0.6 mà rất là cảm giác mềm như mình đây, mà cần ra thẳng nha em. Hàng nội địa Nhật, có mã code này, tem vàng. Những cái dòng mà dạng máu tím này cực kỳ ngon như này. Đây phụ kiện của nó thì có nắp chụp zin kèm. Và dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet hết. Cứng 0.6 nó tầm khoảng 3H cần tay, cần ra thẳng tắp, ngọn 0.7 ly sẽ có 1 2 này và 3 khoen chạy nha. Cái dàn khoen con này thì được dàn khoen full sheet hết, 4 khoen chạy như này. Ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn thấp, ngọn lưng phồng. Phôi của mình là phôi carbon này, xoắn này. Đây xoắn hai dàn này. Đây có dòng NFT dòng Powerlove nha. Đây hai dàn thế này. Cần rất đẹp, đi kèm cho mình 4-5 lóng nha. Con này chỉ có 5 lóng thôi, 48. Khoen xít nội địa Nhật. Trọng lượng con này thì cân được á là 160g, mã số 1, 1.200.000. Mã số 2, một con cần ISO khoen lớn. Con này thì của của Shimano. Thì con này sẽ có cái bao vải như này, bao vải và nắp chụp đầy đủ nha. Con này thì có bao vải này. Con này ISO khoen lớn của Shimano, độ dài con này là 5m3, độ cứng 5 như này. Cứng 5 thì dạng cứng, bạo lực, đánh lục độ cần được rồi. Hàng China xuất thị trường Nhật này, có mã code này. Đây và tem vàng đầy đủ nha. Bát con này bắt vặn này, Fuji DPS, dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, loại xịt đất xám, khoen lớn. Con này thì cần có rất là mới nha. Cứng 5 thì ngọn lớn 1.8 ly, đánh lục độ cần, xăng hàng, khu vực kè được cho mình đây. Phôi carbon xoắn vân. Đây, cần có đẹp và sáng nha, thì kèm 6 lóng. Con này ta hạ tay tầm khoảng 7-8 hát, thì nó thoải mái cho mình đây. Đây, phôi fit còn đẹp nha. Ok hết này. Trọng lượng của cần thì cân được á là 410g, mã số 2, 1.200.000. Số 3, một con cần súp như này. Đây, cần súp lỡ nha. Cần súp lỡ con này độ dài của con này là 3m3. Con này cần carbon rất đẹp như này. Có dòng Enjoy, dòng Fishing. Đây. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xịt đá xám. Con này 3m3, ngọn cần đó cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng tầm khoảng vào 20-25 cho mình. Sẽ có 1 và 2 khoen chạy nha. Đây, phục carbon xoắn vân. Đi kèm 4 lóng. Còn đẹp nha, đánh lục độ cần cho mình cũng ngâm cô đơn được này. Đây. Tình trạng con này thì nó sức sơ sơ dâm dâm xíu thôi, cho mình không ảnh hưởng như này. Trọng lượng cân thì cân được là 220g, mã số 3, giá 700.000 nha. Mã số 4, số 4 một con cần súp luôn. Con này thì cần súp nó sẽ dài hơn, 36 như này. Đây, cần súp carbon nha. 36 khoen pad Fuji, con này thì ngọn cần đo cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng ở tầm khoảng 15-20 thôi, nó sẽ mềm hơn con 33 nãy. Ngọn sẽ có 1 đây và 2 khoen chạy, đi kèm 4 lóng. Phôi là carbon, nước sơn này, màu xanh như này. Đây, cần rất đẹp nha. Đây, tổng thể thế này, đóng semi chống nổ đầy đủ cho mình. 36 khoen pad Fuji, cần súp cứng tầm khoảng từ 15-20, pad gặp Fuji F7. Trọng lượng con này là 350g, mã số 4, giá 700.000 ạ. Số 5 thì một con cần súp luôn. Con này thì cần dòng súp Power của Daiwa như này. Đây của Daiwa nha. Daiwa này. Thông số con này độ dài con này á là 3m6, độ cứng 20. Hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code nha. Và cái tem vàng đầy đủ cho mình đây. Thì hầu như những cái dòng súp hay ISO bên em thì sẽ có kèm nắp chụp cho mình hết ạ. Khoen của mình là khoen Fuji này. Đây khoen Fuji loại xịt đá xám. Độ cứng 20, ngọn đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy nha. Phôi là phôi carbon này, xoắn vân. Đây carbon xoắn vân toàn thân như thế này. Cần đẹp và sáng nha. Đi kèm là 4 lóng. Đây qua hàng Korea. Đánh lục đầu cần gần bờ.
Trọng lượng con này thì cân được là 250g thôi, con rất là nhẹ nha anh em, chỉ có 250g thôi. Mã số 5, giá 750 nha. Đây, 750.000. Mã số 6. Số 6 thì sẽ có một con cần lục. Con này thì cần lục, cần súp. Con này thì của Alpha Tackle nha anh em. Đây, của hãng Alpha nha. Đây, Alpha Tackle này. Con này thì nó cứng hơn con hồi nãy cho mình luôn. Con này 3m6, cứng 25. Cứng 25 mà con này phôi rất là dày nha. Thì bá đập bắt gập này Fuji F7. Cái keo của nó thì lâu ngày nó sẽ bị nứt cái nha. Bị nứt cái chân keo ngoài thôi, không ảnh hưởng đến chỉ cho mình nha. Sẽ có nắp chụp và dàn phen Fuji đây, loại xịt đá xám. 3m6 thì con này ngọn lớn. Đây, con này ngọn của mình là ngọn lớn như này. Ngọn cần con này thì đo cho mình là ngọn 2.8 ly á. Đây, 2.8 ly ngọn nước sơn màu trắng này. Đây, cần thì nó sẽ còn đẹp hết nha. Phôi cần thì phôi carbon xoắn vân. Mấy con thì đánh lọc đồ cần gần bờ này. Đây, cần ok nha. Đóng semi chống nổi cho mình. 3m6 Alpha Tackle, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Con này phôi dày 400g, mã số 6. Giá 700.000 nha anh em. Đây, 700 nha. Mã số 7. Số 7 thì một con cần lục, cần súp cho mình luôn. Con này thì cần carbon, độ dài con này thì dài hơn 4m2 nha anh em. Của dòng là Habana súp, hàng Korea xuất Nhật này, đây có tem lửa cho mình đây. Bắt gặp Fuji F7, dàn khoen cũng là khoen Fuji xứ xám. Đây, tổng thể thế này. Ngọn con này thì đo cho mình á là ngọn 2.6 ly, độ cứng cũng tầm khoảng từ 25 đến 27. Khoen bắt Fuji xứ xám. Đây, tổng thể thế này. Con này đi kèm 4 lóng nha. Đây, 4 lóng. Carbon xoắn vân toàn thân. Đánh lục độ cần gần bờ. Mấy hàng bên em thì gửi đến anh em lưu ý nha, mình cứ tháo ra mình kiểm tra kỹ rồi mình thanh toán tiền của nhân viên giao hàng nha. Bên em thì cho kiểm tra hàng thoải mái ạ. Ship có toàn quốc. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ, nó chỉ có là 300g thôi. Mã số 7, giá 700.000 ạ. Đây, 4m2 300g nha. Rất là nhẹ luôn. Dòng Tropic, hàng Korea. Mã số 8. Số 8 thì đây sẽ có một con cường lục, con này thì cường lục của hãng Shimano như này. Đây, cái dòng là dòng Shimano HiPower X nha. 405 EXT, cứng tầm khoảng 25. Thì cái dòng này đều là hàng nội địa Nhật rồi. Đây, bắt đầu bắt gặp Fuji F7. Dàn khoen con này là dàn khoen full sheet. Đây, dàn khoen các bạn là dàn khoen sheet nha. Tổng thể thế này. Thì EX ngọn con này theo đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2.6 ly. Con này trừ cái lóng ngọn của cần nha, là carbon xoắn vân. Đây, ngọn zin theo cần này. Đây. Còn những lóng còn lại của cần á, đều là carbon xoắn hai da. Mấy con này thì thích hợp đánh lục độ cần gần bờ này. Đây. Lục độ cần gần bờ nha, tầm khoảng từ 2 mét độ lại là vừa thôi. Tổng thể thế này. Dàn khoen full sheet. 405 EXT, hàng nội địa Nhật, trọng lượng con này là 380g, mã số 8 nha anh em. Giá con này là giá cho mình là giá 2 triệu nha. Đây, giá 2 triệu cho mình. Mã số 9. Số 9 thì một con cần lộc, con này thì của C. Con này có dòng là Suit Leader FV. Độ dài con này là 4m25, độ cứng là CST, rơi cho mình tầm khoảng 30. Đánh lộc tầm khoảng 35 mét độ lại nha anh em. Hàng Indo xuất thị trường Nhật này, có mã code này và tem vàng. Cái con này cái lông búc của nó thì đã bị xước sơn nha, nó có xước sơn dăm dăm như này. Tổng thể thế này. Bắt gặp Fuji Stylus. Dàn khoen Fuji, đây loại xịt đất xám. Thì con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Đây ngọn nước sơn màu xanh, có định vị nha, một này. Đây và hai định vị khoen cho mình. Phôi carbon xoắn vân. Tổng thể thì các lóng ở trong thì nó sẽ còn rất là đẹp. Cái lóng ngoài thì có hơi xước thôi nha. Khoen đề ba là khoen gập Fuji xứ xám. Đây tổng thể thế này, đẹp và sáng nha. 4m25, độ cứng CST, tình trạng gốc bị xước sơ sơ thôi, còn lại ok hết, thì em để cho mình giá tốt hơn. Trọng lượng con này là 470g, mã số 9, giá là 2 triệu nha này. Đây 2 triệu nha. Mã số 10 ạ. Số 10 thì một con cần lộc, con này của C cho mình luôn. Con này có dòng Suit Leader như này. Đây Suit Leader dòng khuyên trắng nha. Khuyên trắng thì cao cấp hơn là dòng khuyên thường như mình. Độ dài con này là 4m05, độ cứng là CST, hàng Indo này, xuất thị trường Nhật nha, có mã code này và tem vàng. Tình trạng của nó thì gốc cũng bị xước nha, là dứt chiếc dăm như này. Bắt đầu bắt gặp Fuji Stylus LS7 thì những điều đều có được phụ kiện hết rồi. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji Sheet nha, đây khoen trắng này, đây khoen trắng, khoen ngọc trai cho mình. Tổng thể thế này. CST 405. Ngọn cần thiết đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2.4 ly thì ngọn sẽ có xước cơ sở thế này nha. Ngọn có đây thì kéo 1 này và hai định vị nha. Đây định khoen. Cái dòng khoen trắng là thì mắc hơn là khoen thường như mình. Đây phôi carbon xoắn hai da toàn thân này. Từ gốc tay ngọn cho mình luôn. Đây, sức dầm dầm sơ sơ như này. Cho nên không ảnh hưởng gì. Thì CS nha. Cái con này thì cái khoen của nó như này, cái chân khoen của nó thì ở đây nó bể miếng xíu nha. Đây, anh em lưu ý nha. Bể ra một miếng xíu miếng nhựa ở ngoài thôi. Còn lại thì ok nha, không nứt chân, không bị gì nha. Này thì mình về mình vệ sinh lại là rất là sạch. 405 CST khoen trắng ngọc trai, trọng lượng con này là 380g, mã số 10 ạ. Giá là 3.2 triệu nha anh em. 3.200.000.
Mã số 11. 11 thì đây sẽ có một con cường lộc, con này của C cho mình luôn. Con này thì đời cao cấp nha này. Shimano có dòng một spin nha. Đây spin power. 4m50, độ cứng cần là EXT nha. Hàng nội địa Nhật nha, có mã code này. Tem vàng đầy đủ hết. Đây tổng thể thế này. Con này thì bái con là bát Fuji nha, titanium LS7. Cái chỗ này là cái nó gắt khác tên lên nha. Cái chỗ này zin theo cần nha, từ bên Nhật về thì nó có ghi tên, nó phụ keo lên. Tổng thể thế này. Thì con này cũng là khoen của mình là khoen trắng nha. Đây khoen trắng thường ngọc trai này, sẽ có nắp chụp zin theo cần. Đây. Spin thì anh em biết rồi. Dòng mà thì cao cấp, anh em mình sành chơi nha. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2.2 ly. Nó sẽ có định vị như này, một này. Hai cái định vị khoen nha. Định vị đầy đủ hết. Lóng ở trong thì nó sẽ còn đẹp. Cái lóng thứ hai trên xuống thì có bậc một định vị khoen. Con này kèm cho nó 4 lóng này. Đây, 4 lóng. Và cần rất đẹp nè. Đây, 4m5 EST. Đánh lập độ cần gần bờ. Hàng tuyển như này. Cái khoen con này thì nó vẫn bị nha, em sẽ báo rõ này. Ở quen đây con này đẹp như này, nó không bị nứt nha. Đây. Khoen con này thì ok và đẹp hết nha. Đây, cực kỳ còn mới, tầm khoảng 99 đến 100. Bát titanium khoen trắng khoen xích 4m5, độ cứng là CEST, tầm khoảng 25, đánh đầu cần gần bờ. Trọng lượng là 460 g, mã số 11 ạ. Giá con này là 4.800.000 nha em. Đây, 4.800.000 cho mình nha. Mã số 12. 12 thì ở đây sẽ có một con cần dây trong 2 khúc. Con này thì dây trong 2 khúc của Carbon nha em, của hàng Korea. Độ dài là 2m1, độ cứng 20. Thế là cho mình câu bè, câu ngâm, dạng câu cảm giác thôi. Khoen để ba con này là khoen xích nha. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2.5 ly, độ cứng 20 thì cũng dạng mềm, không cứng lắm. Đây nước sơn, nước xiết thì còn đẹp này. Tay cầm cán mút, bắt đập bắt vặn nha, Fuji DPS. Con này thì mình về mình lên khoen, hoặc anh em về có thể là mình luồn dây nha, mình câu ngâm câu đơn đều được này, câu bè. Trọng lượng tương đối nhẹ, 160 g, mã số 12, 400 ngàn nha, 400. Mã số 13. 13 thì một con cần dây trong 2 khúc. Con này thì dây trong 2 khúc của hãng Suzumi. Độ dài con này là 2m4 nha em. Độ cứng là 30. Hàng có bên là hàng nội địa Nhật này. Để tem vàng đầy đủ nha. Tổng thể thế này. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Khoen có mình là khoen Fuji Sit nha. Đây khoen Fuji Sit. Loại Sit cho mình đây. Nước sơn thì màu trắng xanh thế này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji. Xong rồi Suzumi chính hãng gốc sẽ có cho bộ bảo hiểm sẵn cho mình đây. 2m4 cứng 50, 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng không mềm lắm, cũng ngâm lan xe được. Trọng lượng tương đối nhẹ, 230 g thôi. Mã số 13. 400 ngàn nha. 400. Mã số 14. 14 thì ở đây sẽ có một cái cán vợt này. Đây một cái cán vợt carbon nha. Cán vợt này thì có dòng là Simat Carbon Rod. Độ dài của cán là 5m4. Đây 5m4 nha. Cán này thì nó sẽ có hai cái dây cho mình buộc bảo hiểm này. Tôi biết con này thì người ta đi gia cố lại nha em, cho nó chắc chắn. Cái bị bể gì á. Con này thì gen của cần á, thì đa số bên Nhật về thì đều là gen 12 nha. Đây gen 12, cái gen thì mình thay cũng được này. Đây full carbon này. Carbon này nước sơn màu đen. Cần thì có ok hết. Đây, sức cho sơ theo cần thôi. Cái cán này thì đi kèm cho là 5 lóng này. Đây, 5m4 đi kèm 5 lóng này. Đây, cán vợt thì nó ít giữ gìn hơn. Đối với cần thì nó sẽ có sức dăm sơ theo cần, theo cán cho mình. Con này thì cán này thì mã số 14 nha em. Giá 500 ngàn ạ. Mã số 15. 15 thì ở đây sẽ có một con cần tay, con này hàng tuyển này, cần tuyển của dòng là Shimano này. Shimano nha, con này có chế độ zoom. Con này nè, 7m cho anh em, 7m, zoom 7m5, zoom 8m, cực kỳ tiện nha. Nó có hai chế độ zoom, ba chế độ zoom cho mình luôn. Thì con này thì có dòng là có dòng Azu á, Edit á, nội địa Nhật nha, có mã code này, tem vàng đầy đủ đây. Mấy con xin này á, cái gốc của nó này thì anh em cái này mình lau nha, nó dính keo, cái này thì trước nó phủ cái lớp gì lên á, giờ nó cái lớp keo nó hơi dính này. Đây, dính này. Cục ngày này xuống á. Mình có thể là mình bọc màng coi nhiệt hoặc mình lau nha. Cái này thì vệ sinh nó ra thôi. Trong keo thì cạo nó ra hết nha. Để nó hơi dính tay. Rồi con này thì phụ kiện thì sẽ có một cái nắp chụp zin kèm thế này. Và nó sẽ kèm một cái lưỡi này. Cái lưỡi cho này mình câu tay sẵn luôn. Cái này thì nó có sẵn nha. Thì em sẽ để vậy cho mình luôn này. Nắp chụp Shimano chính hãng. Con này thì có 3 chế độ như này. Mà cần ra thẳng tắp cho mình nha. Anh em lưu ý. Ngọn 1.2 ly. Đây đồ 360 độ chống xoắn nha. Phôi là phôi carbon này xoắn hai da này. Đây, bỏ xoắn hai da nha. Con này còn mới tinh. Độ mới con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào tầm khoảng 95% cho mình nha. Đây. Lóng rất là mới nha. Đây. Mới cứng cho mình luôn. Đẹp này. Cực kỳ nha. Đây. Đẹp và sáng hết. Thì con này có 3 chế độ zoom. Anh em muốn câu 7m á thì mình rút ngang đây nha. Đây ngang đây 7m. Còn muốn câu 7.5, rút lông zoom ra này. Đây lông zoom ra 7.5. Còn muốn câu 8m, rút zoom ra luôn. Đây, zoom cứng như này. Cho là còn khít hết cho mình ạ. Đây, cực đẹp cực kỳ nha. Con này cần ra thẳng rất là nhẹ luôn.
Có 3 chế độ zoom mà trọng lượng con này chỉ có là 220g thôi nha em. 220g, mã số 15, giá 1.800.000 nha. Đây, 1.800.000. Cực đẹp nha, có đắp chụp kèm cho mình. Rồi tiếp theo thì có một con cường tay, con này siêu phẩm cho mình đây. Con này thì anh em hỏi rất là nhiều nha, cực kỳ ngon này. Con này có dòng là NFT nè, đây dòng ST, dòng Dia Plus nha, Dia Plus nội địa Nhật này. Độ dài con này là 7m1 nha, phôi kim cương. Con này cần ra thẳng nha, siêu nhẹ luôn. 7m1 nặng chỉ có 200g thôi. Đây 200g nha. Nó sẽ phụ kiện sẽ có một đắp chụp zin bằng gỗ kèm thế này. Con này thì ngọn của mình là ngọn đặc ngọn tháp. Đây, ngọn đặc ngọn tháp nha, ngọn long phộng, ngọn nhỏ này. 360 độ chống xoắn, ngọn 0.7 đi thôi. Đây. Con này trừ cái lóng ngọn này là ngọn đặc ngọn tháp đây, chỗ tháp cho mình nha. Đây, chỗ tháp nha. Còn phôi cũng cần là phôi carbon xoắn hai da nha, con này cần ra thẳng nha, tầm khoảng 1.5H. Đây phôi kim cương này. Con này mới tinh nha anh em. Trên 90% nha. Mấy con này thì anh em hỏi rất là nhiều nha. Mấy con này thì em cứ tham khảo các shop có thì cũng tầm khoảng là 2.5-3 triệu cho mình nha. Thì em sẽ để cho mình giá tốt hơn. Đây, phôi hai da kim cương. Này FT cần ra thẳng tầm khoảng 1.5H. Nặng chỉ có là 200g thôi, ngọn 0.7 ly, mã số 16, 2 triệu nha này. Đây 2 triệu nha. Đi kèm 8 lóng mới tin. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần một khúc. Con này cho anh em mình câu ngâm, câu rít, câu biển nha anh em. Của Daiwa này. Đây, Daiwa một khúc. Con này thì hàng nội địa Nhật nha, tổng thể thế này. Độ dài con này á thì là 1m45. Cái khoen con này là khoen Fuji nha anh em. Đây khoen Fuji 3 chân, lợi xi đất trắng này. Đây, trên này thì Fuji xi xám. Ngọn 3 ly. Con là tính thêm vào những cái dòng cần câu ngâm á, con này cứng tầm khoảng vào 5 đến 80 này, dạng cứng nha. Câu chì lớn 300-400g đều được này, câu ngâm. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji FPS D22. Gốc sẽ có cho bộ bảo hiểm như thế này. 1m45, bay qua một khúc, trọng lượng con này là 360g, mã số 17, 600.000 nha em. Đây 600 nha. Mã số 18 thì một con cần một khúc luôn. Thì con này cần một khúc máy đứng cho mình luôn nha. Con này độ dài của cần nha em. Con này thông số bị phai thì em sẽ đọc cho mình này. 1m85. Đây 1m85 nha. Khoen cái này là khoen hãng, loại sứ đá xít. Thì ngọn con này thì đo cho mình sát trên này á, là ngọn cần là ngọn 2.2 ly. Đây tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn sáng và đẹp nha. Độ cứng con này tính theo cần lô thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào M như này, M đến MH. Còn câu ngâm cô đơn tầm khoảng 5 đến 80. 1m85 ạ. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji chữ vàng. Đây một khúc nha. Trọng lượng con này thì cần được á là 310g, mã số 18, giá 700.000 ạ. Mã số 19 thì đây sẽ có một con cần lô một khúc như này, máy ngang. Đây cần lô một khúc máy ngang nha, của Shimano, dòng là Scorpion nha anh em. Đây Scorpion Japan. Đây Scorpion Shimano. Thông số con này thì độ dài của cần này là 6 feet, 1m8, hàng Japan nội địa Nhật này. Thông số tại mồi nha, từ 4 đến 12g, tại cá từ 4 đến 10 là bao. Mát ra cho mình tầm khoảng 5 kg cá. Đây có mã code và tem đầy đủ hết. Phôi con này thì phôi carbon nha, xoắn hai da. Đây Scorpion. Dàn khoen các bạn là dàn khoen full size. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng về L nha này. Đây L nha, con này thì còn mới tinh. Ngọn con này thì nhỏ, đo cho mình tầm khoảng vào 1.8 đến 1.9 ly thôi. Đây, khoen cái mình là khoen xích hết nha. Phôi hai da toàn thân mới cứng, chưa sử dụng qua như này. Đây, hàng trưng bày cửa hàng nha. Cứng tầm khoảng vẻ L cho mình, khoen xích. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ nha, chỉ có là 100g thôi. Mã số 19, giá con này là 1.500.000 ạ, 1.500.000. Mã số 20 thì ở đây sẽ có một con cần cắm gốc như này. Đây, con cần cắm gốc của dòng Tifa nha. Đây, dòng Tifa như này. Thì phải cắm gốc. Thì thông số con này như sau. Máy đứng độ dài con này là 7.6, là 2m28. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng vẫn M đến MH nha. Đây, tính keo thôi. Thông số tại mồi từ 15 đến 30g, tại cá từ 12 16 là bao. 80 cái cá này. Tay cầm bằng cán mút, dàn khoen có mình là dàn khoen full size nha anh em. Đây khoen full size. Cần còn mới và đẹp nha. Con này thì trong là độ cứng tầm khoảng vẫn M cho mình thôi. Ngọn cần thì đo cho mình xác cho này là ngọn 2 ly. Thế là cái đây mình câu xích câu biển nha. Câu xích câu lô câu biển. Mấy con này thì chung là dạng vừa cảm giác thôi, không cứng lắm nha. Đây cứng tầm khoảng M thôi. Tổng thể thế này. Dạng khoen full size 3 chân hết, Tifa dòng châu Âu cho mình. Trọng lượng con này là 290g, mã số 20, giá 1.800.000 ạ. Mã số 21 thì một con cần 3 khúc, con này thì câu ngâm, câu lăn xê, đánh chép, ao sâm hồ dịch vụ được này. Cần 3 khúc này thì độ dài của cần là 3m nha em. 3m con này thì tương đối mềm nha. Con này thì ngọn lớn, ngọn đo cho mình là ngọn 3 ly này. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 30 đến 50 thôi, không cứng lắm nha. 30 đến 50. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân, loại siêu đá đen,
nước sơn thì màu đỏ, tay cầm cán bút bắt vặn này, Fuji dòng off facial cho mình đây. Đây tập thể nha, bài khóc cùng ngâm lăng xe. Trọng lượng con này thì cân được cho mình á là 310g, mã số 21, giá 700.000 ạ. Mã số 22 thì đây sẽ có một con cần 3 khúc. Con này của dòng này FT này, đây dòng tuyển này. Giờ này anh em hỏi rất là nhiều nha, có dòng là dòng Smithy, dòng FT, dòng Power Love Avancare, 36 cứng 40. 40 thì nó dạng cảm giác nha anh em, không cứng lắm, hàng nội địa Nhật. Phôi carbon này xoắn hai da, khoen ba chân Fuji xứ xám. Hỗ trợ một cái đầu bu full xích chống xoắn, ngọn 2.2 ly. Cứng 40 thì nó dạng vừa thôi và cảm giác cho anh em, không cứng lắm. Smithy. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji FPS D22. Đây, gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm thế này. Cần còn đẹp nha, nó sức đẹp một xíu thôi này. Trọng lượng con này thì cân được là 370g, mã số 22, giá là 1 triệu như này. Mã số 23 thì đây sẽ có một con cần 2 khúc. Con này thì anh em mình câu ngâm của lần xe này, của dòng Misaki 2m1 nha. Tình trạng con này có hơi cũ để cho mình giá tốt, 500.000 thôi. Ngọn 2 ly thì độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 50-80. Khoen pad là khoen pad Fuji hết nha. Đấy, nước sơn thì màu vàng cam thế này, ngọn đặc, ngọn tháp, long phụng. Tay cầm cán mút pad vặn Fuji DPS. Đây, 2 khúc nha. Trọng lượng con này thì cân được là 240g, mã số 23, giá 500.000. Mã số 24 là một con cần 2 khúc, cũng cùng ngâm lan xe luôn. Con này thì cứng hơn. Độ dài là 2m4 của dòng là The Wind Hunter. Đây, hàng Nhật như này. Thì độ cứng của cần là từ 60-80. 60-80 thì cũng dạng cứng rồi. Gốc thì có xước như này nha, chiếc sơ sơ thôi. Bắt vặn Fuji DPS, dạng khoen Fuji ba chân sứ đen. Phôi là phôi carbon này, xoắn vân toàn thân. Ngọn đặc này, ngọn tháp long phụng cho mình. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Độ cứng 60-80. Đánh cá tra, cá chim, đánh chép ở sông hồ dịch vụ được nha. Dạng cứng cho mình rồi. Trọng lượng con này là 330g, mã số 24, giá 700.000 ạ. 700 nha này. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình á là 24 mẫu cần. Thì anh em cứ ưng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Chụp hình từng mẫu cần nha anh em, gửi đây mình tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá, sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.